Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với video ngày hôm nay của tôi. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đạp đi Vĩnh Phúc để chuẩn bị cho ngày thi đấu vào ngày mai cũng như là đạp cân. Đến nơi và đang trên đường để vào. Cảm giác rất là phê pha sau chặng đường dài đạp. Cái chỗ đưa đi lối nào chú? À, cái chỗ đạp đi trên rồi. Đang cổng trên nữa. Vâng. Dạ. Đấy, đi vào cổng trên nhá. Dạ, dạ, chào cảm ơn. Lắm cổng quá. Thì hôm nay là đang trong quá trình đang chuẩn bị cho ngày mai rất là vất vả. Thấy không khí anh em tới đăng ký thì thấy cũng nhộn nhịp, vui, mệt nhưng mà vui. Ngày mai cố lên. Hello anh. Bố đường mày thư thả quá. Con đeo ba lô đi luôn á hả? Cho nặng nó quen. Hello. Yeah. Vâng, hiện giờ tôi đang dắt xe lên con dốc cao nhất trong giải. Dốc này dài cả cây số. Và với con enduro này thì leo lên dốc dài như thế này thật là kinh khủng. Các bạn có thể thấy cái dốc khá là tôi nghĩ rằng để leo dễ con dốc con này, để có thực hiện được con dốc này, tôi cần một chiếc XC chuyên nghiệp.
thì mới có thể leo được. Tôi đang đến đoạn đường đào và nhìn có vẻ khá là gồ ghề. Nước không chị? Em trước à? Các bạn đang được xem đội hình người mẫu của ban tổ chức. Toàn những trai xinh gái đẹp. Vẫy tay chào. Đúng rồi, đúng rồi. Cái váy không buồn luôn. Nhưng mà áo đó hợp với em không? Hay là anh đổi? Mấy cái lớp xe? Là 6 cái ruột hả? Tôi ở đây đúng là không biết làm gì, mùi hoa sữa khá là thơm. Rồi tôi đang đi ra gặp mấy người bạn ở bên đội tuyển Hòa Bình. Rồi sao biết anh đi đâu? Em thấy chị Huyền có ảnh của em mà. Dạ. Anh đâu